Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống văn tần VNACV và quý vị vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày đầu tuần. Và kính thưa quý khán giả, chúng ta chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước qua sang năm mới, năm 2022. Thì như thường lệ thì đài VNA chúng tôi cũng sẽ truyền những cái chương trình và phát sóng của Road Parade được tổ chức hàng năm định kỳ trên hệ thống văn tần VNACV. Và kính mời quý khán giả cùng đón xem, cũng hân hạnh được đồng hành với những nhà bảo trợ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình Rose Parade được đặc biệt bảo trợ bởi siêu thị ABC với thức ăn tươi ngon mỗi ngày với hai địa điểm. Thứ nhất trên đường Bosa vùng Westminster 714-379-6161, 714-379-6161. Thứ hai ngay trên đường Magnolia vùng Anaheim, điện thoại 714-229-0618, 714-229-0618. LC Script Pharmacy và Compounding với dược sĩ tận tâm theo dõi hồ sơ của mỗi bệnh nhân kỹ lưỡng. Tòa lạc trên đường Beach Gốc Mạc Phà Đần, điện thoại 714-892-4445, 714-892-4445. Siêu thị Mỹ Thuận, đầy đủ các mặt hàng nổi tiếng với thịt tươi ngon, giá rẻ. Tòa lạc ngay trên đường Westminster Gốc Magnolia, điện thoại 714-657-7968, 714-657-7968. ProCare Pharmacy, cung cấp đầy đủ các dụng cụ, thuốc men, free delivery trong vòng 5 miles. Tòa lạc trong khu Trung tâm Y tế Mai Cổ Đào, điện thoại 714-899-1111, 714-899-1111. Siêu thị Best Choice Việt Thuận, với thức ăn tươi ngon, giá cả nhẹ nhàng, tòa lạc ngay trên đường Brookhurst, góc của Chapman, điện thoại 714-530-3148, 714-530-3148. True One Financial Services, chuyên giúp đỡ điền đơn Medicare Part A và Part B khi quý vị 65 tuổi và có chương trình giảm tiền Part B, giúp điền đơn Medicare Part C để được cover bảo hiểm 100% và Part D để lấy thuốc. Chúng tôi cũng có bảo hiểm nhân thọ, được hưởng tiền ngay khi còn sống, được rút tiền khi bệnh nặng, tàn tật, dù chỉ mới mua bảo hiểm và chương trình hậu sự. True One Financial Services, Annie Lâm, 714-478-1209, 714-478-1209. AV Travel and Tours, bạn muốn đi du lịch nhưng chưa biết chọn nơi đâu. AV Travel and Tours là nơi bạn có thể đặt sự tin tưởng cho những chuyến đi khắp nơi trên thế giới. Với 27 năm kinh nghiệm tổ chức tours, bán vé máy bay và bảo hiểm du lịch, AV Travel sẽ phục vụ tận tâm với những dịch vụ tốt và hoàn hảo nhất. Xin hãy gọi cho AV Travel ở số 714-537-2200, 714-537-2200 hay ghé thăm trang nhà avtravel.com. Và chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Và chúng ta cũng đã thấy rằng là trong cái thời điểm này mà cái biến thể Omicron đang hoành hành rất là dữ dội trên toàn cầu luôn. Và Pháp là một trong những cái nước mà cũng đã trước đó tin tưởng cái hạt dược phẩm của Hoa Kỳ là hãng Merck để mà mua những cái thuốc điều trị COVID-19. Nhưng mà mới đây thì Pháp đã lên tiếng nói rằng là cái chất lượng hiệu quả không có đạt giống như mong đợi của họ. Và thế là họ đã hủy những cái thuốc này. Do những cái dữ liệu mà thí nghiệm họ đã được làm thực hiện trên nước của họ. Và họ nói rằng là cái thuốc trị COVID của Pfizer sẽ có vào cái tháng giêng năm sau và họ cũng đang chờ vấn đề này. Và đây là một trong những cái quốc gia đầu tiên mà quyết định là hủy cái loại thuốc Merck của Monotherapia của Merck của Hoa Kỳ Pháp Mỹ khi mà công bố cho thấy là tháng 11 vừa rồi lên tiếng đã mua. Và cho biết rằng là cái khả năng là cái hiệu quả rất là ít, không có cao, chỉ có giảm được khoảng 30% cái khả năng rủi ro cái bệnh mà gây trở nặng cũng như là gây tử vong hoặc là phải vào bệnh viện cho những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 trong cái quá trình mà họ tiến hành thí nghiệm trong cái giai đoạn đó. Thì trước đó thì Pháp đã đặt mua lên đến 50.000 liều cái Monopiravir của Merck và hiện tại thì Pháp đã không có mất một cái số tiền khi mà hủy cái đơn hàng này. Và theo như người phát ngôn viên của cái hãng dược phẩm Merck cho biết rằng là Pháp không mua cái loại thuốc của họ giống như dự tính khi mà Bộ Y tế của Pháp đã bị từ chối cái vấn đề chuẩn thuận trong cái tháng 12 vừa rồi. Và hiện tại thì Merck cũng cho biết rằng đang làm việc với Hiệp hội Dược của châu Âu về vấn đề để mà chuẩn thuận cái loại thuốc này điều trị COVID-19 ở cái giai đoạn mà nhiễm trước đó. Thì hiện tại thì hãng dược phẩm của Hoa Kỳ cũng đã có những cái hợp đồng cung cấp hoặc là bán Monopiravir cho khoảng hơn 30 phút quốc gia và cho đến nay thì cũng đã giao được cho đủ là 12 quốc gia. Thì theo dự trù thì Hiệp hội Dược của châu Âu sẽ chuẩn thuận cái loại thuốc Merck này
và Pfizer sẽ cho vào năm tới. Nhưng mà trong cái quá trình mà thử nghiệm vừa rồi thì cái thuốc Paxlovid của Pfizer đã trở nặng và tử vong hiệu quả gần đạt được là đến 90% cho bệnh nhân ở những người mà bị rủi ro cao. Thì cái Pfizer vẫn là một trong những cái ưu tiên lựa chọn hàng đầu của họ. Và hiện tại thì Pháp cho biết rằng là đang đặt thuốc của Pfizer thay vì là của Merck hủy hẳn là 50.000 cái đơn hàng của Merck, nhưng mà không nói rõ rằng là cái vấn đề mà khi mà mua cái loại thuốc này sẽ là bao nhiêu tiền. Và vẫn chưa có cái quyết định là sẽ bán thuốc này không có cho cái toa bác sĩ hay không. Thì cũng chưa biết được, cũng giống như bên đây thì chúng ta cũng phải chờ có cái toa bác sĩ thì mới mua được cái thuốc điều trị COVID-19. Và Ý cũng đang cân nhắc để mua 50.000 liều của Merck và 50.000 liều của Pfizer. Thì không biết rằng là khi mà Pháp đã lên tiếng hủy cái Monopiravir của Merck rồi, thì những cái nước châu Âu khác có vẫn tiếp tục thực hiện những cái hợp đồng này hay không thì chúng tôi cũng vẫn chưa biết như thế nào. Và Đức cũng đã mua cái loại thuốc này và đang trong cái quá trình thử nghiệm. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị được rõ. Thưa quý vị, tiếp theo tin của Phương Thảo vừa mới trình bày quý vị cũng về vấn đề COVID đó. Thế tình hình ở Singapore bây giờ đối với những người mà đi du lịch nước ngoài về thật là khốn khổ thưa quý vị. Cái luật mới đó ra nó làm cho bao nhiêu người, bất cứ người đi từ nước nào về cũng vậy. Khi mà về đến nhà thì đã bị ngăn cách ra và bị chộp cổ đưa tống vào những cái nơi mà lạ lùng, phải ở chung với những người lạ khác. Chia rẽ con cái với vợ chồng, cũng như là những người mà... những người thân đó là không được biết mình đi đâu hết. Cái đó là những cái luật mới làm cho người dân Singapore đang cảm thấy là rất là khốn khổ. Một người ông đi về nhà thì đang ở nhà, đang ở trần mà đang ngồi coi TV, cái bất ngờ cái gõ cửa cái những nhân viên mặc trang phục bảo hộ áo vào nhà và tống cổ ông đi, không có kịp mặc quần áo, không có kịp tắt máy computer nữa, không có cắt tên TV, không có mang gì hết trơn, quần áo lót không có luôn. Tống vào một cái chỗ khác nằm chung với một người, ở chung phòng với người khác. Một bà kia thì cũng đi về thì khi khám test report negative, tức là không có gì hết, nhưng mà đang đi làm cái tự dưng các vị người ta báo là bà ở gần gũi với là một người bị Omicron, thế là tức tống cổ vào và không kịp từ giã chồng con, không mà chồng con không biết bà đi đâu. Đó là những cái vấn đề mà đang xảy ra rất phức tạp ở Singapore. Và người ta lo ngại rằng là nếu mà cái chính sách này làm thì phải nói là đa số cái nước của Singapore này sẽ lâm vào tình trạng là cực kỳ căng thẳng về kinh tế cũng như là về tài chính thế giới. Và chúng ta cũng đã thấy rằng khi mà Hoa Kỳ cũng như là những cái nước phương Tây nói rằng nếu mà Nga có những cái vấn đề hành động nào mà gây trở ngại cho Ukraine, và khi mà Nga, chúng ta cũng đã thấy rằng điều binh sĩ tới đó rất là nhiều, nhưng mà Nga vẫn lên tiếng phản đối, đó là họ nói là bảo vệ cho cái biên giới của họ. Nhưng mà mới đây những cái hình ảnh mà vệ tinh cũng đã cho thấy rằng là Nga cũng đã tăng cường những cái lực lượng gần với biên giới ở Ukraine. Thì đây là một cái những cái hình ảnh mà những người tư nhân của Hoa Kỳ đã chụp được, thì cho thấy rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định độc lập rằng những cái hình ảnh này từ cái công ty Mesa Technologies vào cái vừa rồi có cái đính chính xác hay không, khi mà hình ảnh cho thấy rằng Nga tăng cường lực lượng tại bán đảo Crimea và gần với Ukraine trong những tuần gần đây, cũng như là lên tiếng là thúc giục Hoa Kỳ phải đàm phán để bảo đảm về cái vấn đề an ninh. Thì cái hình ảnh đã được công bố vào ngày 23 tháng 12 vừa rồi của Mesa cho thấy có một cái căn cứ ở Crimea. Cái bán đảo mà Crimea thì chúng ta cũng thấy đã được sáp nhập vào Nga năm 2014 vừa rồi, cho hàng trăm xe bọc thép cũng như xe tăng. Thì bức ảnh chụp lại vào ngày 13 tháng 12, trong khi đó cũng có một cái bức ảnh khác với góc chụp tương tự vào tháng 10, và căn cứ này vẫn đang để trống một nửa. Thì hiện tại thì chưa biết là cái sự việc như thế nào, nhưng mà những cái nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, châu Âu cũng như là Ukraine cũng đã lên tiếng rằng là tố cáo Nga đã tái tăng cường quân đội gần với biên giới của Ukraine sau khi một cái đợt ngắn để mà tập luyện quân đội tại ở đó vào tháng 4 của năm nay. Thì trước sự nghi ngờ khi mà Moscow cũng đã lên cái kế hoạch để mà chuẩn bị tấn công vào Ukraine, thì Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ cũng như là những nước đồng minh
và đã lên tiếng, nhưng mà Nga một mực vẫn phủ nhận về cái vấn đề này và khẳng định rằng đây là một trong những cái hành động chỉ nhằm để phòng vệ cho đất nước của mình thôi. Thì vào ngày 23 tháng 12 vừa rồi thì Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông cũng đã lên tiếng và ông nói rằng muốn tránh những cái sự xung đột nhưng mà cần Hoa Kỳ cũng như là các nước đồng minh phải có một cái sự đàm phán về cái vấn đề an ninh này ngay tức thời. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào. Nhưng mà Moscow thì cho biết rằng là có những cái dự kiến sẽ được đàm phán với lại Hoa Kỳ cũng như là những cái nước đồng minh phương Tây vào trong cái tháng giêng sắp tới của năm 2022 này tại Thụy Sĩ ở Geneva. Thì nếu mà có sự việc gì xảy ra thì chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, như tôi vừa thưa quý vị, có hai cái quốc gia mà những người mà làm quân đội đã đột ngột đảo chính xong rồi áp dụng một cái luật quân đội rất là hà khắc trên đất nước mình. Thì vừa đây thì ở Myanmar đã một cái trường hợp rất là đau thương xảy ra tại một cái làng, chúng tôi chả biết tên là làng gì, một cái làng ở miền Nam, thì cho thấy rằng là có 30 người bị giết xong rồi bị đốt cháy và chất lên trên, nghĩa là một lô các xe tải. Và những người này là những người mà toàn là đàn bà và trẻ em không à, không có người đàn ông nữa hết. Chúng ta thấy cái hình ảnh trên cái làng đó, đốt cháy tiêu cả cái làng luôn, xong rồi còn những người đàn bà và những trẻ em ra cái rồi chất lên trên, giết xong rồi chất lên cái xe buýt xong rồi đều đốt nổi lửa đốt cháy luôn. Cái đó là một hành động kinh khủng mà tàn ác dã man vô nhân đạo ở trong thế kỷ 21 này. Bởi vậy không biết là chúng tôi không biết chia sẻ gì, nhưng mà khi đọc những bản tin này lòng tôi rất là phẫn nộ mà không dám nói những cái lời độc ác, nhưng phải cầu nguyện trời cao chứng giám. Và những cái ngày này nó lại là cái chuyện này xảy ra trong những ngày này là cái ngày Giáng sinh, thưa quý vị, ngay sau Giáng sinh mà ra nó tràn vô cái làng này trời bắn giết người ta, đốt nhà đốt cửa người ta, đó là cái thủ đoạn của quỷ chứ không phải là của người ta nữa, thưa quý vị. Mong cho cái chế độ ma quỷ này nó sớm chấm dứt, thì có một cái biện pháp nào quốc tế bắt chúng nó phải lôi xuống để trả lại tự do dân chủ cho người dân của Myanmar, thưa quý vị. Và đây là một trong những cái bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng là trong Hoa Kỳ, nhưng mà ở một cái tiểu bang khác, nhưng mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận cho con em của mình khi mà cái sự việc nó xảy ra trên mạng. Và nhất là các em bây giờ là đối với cái vấn đề mà lên online thì rất là thường xuyên. Một người đàn ông coi như là gốc Việt Nam, ông tên là Huân Võ, 36 tuổi. Ông là cư dân ở Fairfax, tiểu bang Virginia. Ông đã bị bắt với cái cáo buộc rằng là lên mạng Internet để mà dụ dỗ những cái trẻ vị thành niên. Thì chúng ta nếu có con em trong cái độ tuổi này thì chúng ta nên cẩn thận với các em. Thì theo như là cảnh sát của thành phố Fairfax cho thấy rằng là trong vòng 2 tuần họ đã giăng lưới ra để mà có thể tóm gọn cái đường dây này trên Internet để như gài bẫy những cái những người này, cũng đã là gọi giống như là Euro xanh vậy đó, để mà dụ dỗ những cái trẻ vị thành niên, nhất là trẻ nữ. Thì bắt giữ là trong đó có khoảng 10 người đàn ông trong cái độ tuổi từ 18 cho tới 51 và tổng cộng là có 19 về tội cáo buộc hình sự. Và may mắn rằng là các em này vẫn chưa bị xâm hại. Cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là mừng cho những em. Nhưng mà cảnh sát cũng là khuyên là những bậc làm phụ huynh thì cũng nên cẩn thận. Và nên nhất là những cái vấn đề mà khi các em lên trên Internet thì chúng ta cũng nên giám sát, tìm hiểu kỹ coi các em lên đó làm gì. Và có những vào những cái trang web bậy bạ hoặc là những cái gì đó để kết bạn với ai hay không, để mà có thể kịp thời mà như giúp để mà ngăn chặn cái vấn đề này xảy ra. Và nếu mà có những em thì sẵn sàng chia sẻ với gia đình, nhưng mà có những em thì hoàn toàn vẫn im lặng làm. Chính vì vậy mà xảy ra những cái vấn đề rất là thương tâm cho các em. Thì chúng ta là những bậc phụ huynh thì nên theo dõi con em của mình hơn. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hay dự hệ thống hoàn tầng GNTV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.